Hello mọi người, mình là ADC, tên thật của mình là Trần Đức Chiến. Hiện tại mình đang là người đi rừng cho máu của Team Flash. Ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn mọi người đến với một show đặc biệt, đó là cùng mình test trang phục Nakroth quán quân. Và bây giờ mình sẽ không để mọi người chờ đợi lâu nữa. Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm hình ảnh bị trang phục Nakroth quán quân ở phòng chờ. Đây, mọi người thấy là trang phục Nakroth quán quân có hiệu ứng xuất hiện khá là ngầu và đẹp. Nhìn chung thì mình thấy trang phục này khá giống với những gì mà mình mong muốn. Đặc biệt là trên bộ giáp và hai cái lưỡi đao có gắn tên ADC của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng trải nghiệm Nakroth quán quân ở trong game xem như thế nào. Đây chính là hình ảnh của trang phục của Nakroth quán quân trong game nó sẽ như thế này. Nhìn chung là mình thấy cũng khá là đẹp và cũng không khác gì bên ngoài cho lắm. Đấy, bây giờ mình sẽ test skill cho mọi người xem. Đây. Wow, chiêu 1 có thể hiện, mọi người có thể thấy chiêu 1 hiện ra cái cúp AWC. Cúp AWC đây. Rồi. Khá giống. Ui. Đây, mình có thể thấy là chiêu 2 sẽ có gắn tên mình đây, ADC. Cái điều này chính là cái điều mình mong muốn nhất ở cái vị tướng này đây, ADC. Mất ulti nó sẽ như thế nào đây, thằng ulti sẽ như thế nào đây, chiêu cuối. FMVP, chiêu cuối này sẽ có hiện lên chữ FMVP. Chiêu 2 sẽ là ADC và chiêu 1 sẽ là cái cúp AWC. Cái skin này khá là đẹp. Chất. Đây, bây giờ mình sẽ tắt hồi chiêu lay. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người vài mẹo nhỏ khi chơi vị tướng này. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách combo đơn giản của vị tướng này và một số mẹo mua đồ bán đồ nhanh các thứ. Combo cơ bản nhất của vị tướng Nakroth sẽ là chiêu 2, chiêu 1, anti và chiêu 1. Đây, mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho mọi người biết. Chiêu 2, chiêu 1, chém thường, anti. Chiêu 1 về, lùi về. Đấy, combo này sẽ là combo cấu rỉa hoặc là kết liễu chủ lực đối phương. Tùy vào tình huống. Còn một cách combo nữa, đó là... Combo này sẽ là dùng để đuổi kẻ địch khi mà mọi người sẽ không với được. Khi mà chiêu 2, chiêu 1 mọi người không với được thì mọi người sẽ dùng như này. Chiêu 1, chiêu 2, xong chiêu 1 rồi anti. Trong trường hợp mà đối phương yếu máu nhưng mà mọi người không thể đuổi tới. Chiêu 1, chiêu 2, 2 chiêu không thể đuổi tới thì mọi người có thể dùng 3 chiêu. 3 chiêu liên tiếp. Và cái cách combo này sẽ cũng là để chạy hoặc là đuổi đối phương. Chiêu 1, 1-2-1 sẽ loại bỏ tất cả những thao tác thừa của skill này. Còn một cách nữa, cách này sẽ là để cấu rỉa nha mọi người. Cách này sẽ là để cấu rỉa. Chiêu 2 chém thường, chiêu 1 về. Hoặc nếu mà mình ở xa quá mình có thể chiêu 1, chiêu 2 chém thường, chiêu 1 về. Combo cơ bản. Nói chung là mình thấy vị tướng Nakroth này combo khá là đơn giản chứ không có một cái gì gọi là khó khăn cả. Nên mình nghĩ là ai cũng sẽ làm được thôi. Mình đã hướng dẫn mọi người cách combo hiệu quả của vị tướng Nakroth và sâu thao tay cho mọi người xem. Và mình cũng thấy là nhiều người có hỏi mình là tại sao mình có thể bán đồ nhanh như thế được. Và đối với mình thì bán đồ nhanh cũng không gọi là quá khó. Nếu các bạn có một cái đầu lạnh và sự tự tin và bình tĩnh trong giao tranh thì mình nghĩ là các bạn sẽ làm được thôi. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người một vài mẹo nhỏ khi mọi người bán đồ nhanh. Đây, nó lên đủ full đồ đây. Và mọi người có thể thấy là
Mọi người thấy là mình sẽ không có một cái ô nào ở lên đồ nữa. Mọi người sẽ ấn vào chỉnh ở góc trái màn hình. Đây, chỉnh. Mọi người sẽ có một 6 ô đồ mới nữa. Mọi người có thể cài vào đây những đồ mà mọi người muốn mua. Mình sẽ là quả cầu băng xương này, liềm đoạt mệnh này, và cách cú lết thịnh nộ. Đối với mình thì ba đồ này sẽ là ba đồ trấn phái. Khi mà mình muốn bán đồ nhanh thì mình sẽ lên ba đồ trấn phái như này. Đây, bây giờ mình sẽ test cho mọi người xem. Mọi người phải bình tĩnh. Nói chung là những lúc này mọi người không được hoảng. Bình tĩnh bán đồ, lên đồ. Đây, rất là đơn giản nếu mà mọi người bình tĩnh lên đồ được. Đấy, đấy chính là cái cách mà mình bán đồ nhanh. Nói chung là mình sẽ phải thật sự bình tĩnh trong giao tranh. Nếu mà mình bị hoảng và bị tâm lý thì chắc chắn mình sẽ không lên đồ được. Vì khi mà bị tâm lý thì tay mình sẽ rất là run và sẽ không thể nào bấm trúng được, bấm chuẩn được. Đã xong, mình đã cùng mọi người trải nghiệm xong hết tất cả những hình ảnh và bộ chiêu thức của trang phục Nagrod quán quân này. Và hôm nay mình có mời một vài vị khách đặc biệt tham gia để trải nghiệm trang phục Nagrod quán quân cùng mình. Mọi người hãy thử đoán xem đó là ai nhé. Ơi, hay rồi, hay rồi. Trời ơi, chỉ có bạn là thầy thế nhở? Chỉ có bạn rồi, chỉ có bạn rồi. Từ làm tiếp theo hơi khó nhá. Tiết lên, chó lên. Cú hai đầu chiến ăn hai mạng. Anh em phải đợi bình xuống nhau chứ. Troy, you're slithering. Oh, watch out, watch out, watch out, watch out! KO! From out of nowhere! Tiếp, nha. Tản ra anh em, tản. Chạy nhanh đây. Nha, anh có về nha. Về. Tôi không. Anh ơi. Mấy người, ui, hai thằng anh ơi. Liếm hết. Này phục sinh này. Trời ơi. Ui, anh ơi. Ui, giết luôn. Hít. Ui, xem chút cách kìa. Anh ơi. Đùa chiến nhỉ? Em. Bạch đế ơi. Anh em được. Bạch đế. Hết máu rồi, Alo. Đây, cuối này chiến ơi. Này, thấy đâu ấy? Ôi, xin ơi. Hết máu rồi mà chặt thì... Vừa em cũng 5-1. Nghe ra, đấy. Đấy. Uầy, đồng đội này. Bên kia ăn bùa đỏ, bên này ăn bùa xanh anh ạ. Em chịu anh ạ, em không biết phải nói gì luôn ấy. Nãy giờ anh đâu có cái ép mà bảo là đâu, toàn đi một chợ rồi.
sợ thật, bên kia hợp tác của hai bên đã con bùa. Alo. Chú ơi. Quậy. Ui đụng thế. Cứu 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 cứu. Ai. Alo, mẹ kéo nhầm mẹ thằng rồi. Đuổi ta. Yêu. Kéo chung thằng ô mẹ. Yêu. Kéo anh, kéo đúng ô mẹ thôi, chém thôi. Ô, MVP rồi à? Thắng anh em ơi, thắng anh em ơi. Thắng em rồi, MVP rồi đấy. Thắng em. Tính nhà em nhá. Anh ngu. Biết ngay rồi nó vào mà thì biết ngay nó vào đứng biến vẻ mà. Nó mất MVP rồi. Mất thế nào nữa? Mọi người cảm thấy trang phục năng lốc quán quân như thế nào? Đối với mình thì mình cảm thấy rất là vinh dự và tự hào. Mình mong là thời gian sắp tới mọi người có thể ủng hộ trang phục này, cũng như là đội tuyển Việt Nam đang thi đấu tại APL.